Ok anh chị em, hôm nay Vi sẽ hướng dẫn anh chị em cách rút tiền từ Ubitech. Đầu tiên là chúng ta vào phần tài sản này, sau khi đăng nhập xong, chúng ta vào phần tài khoản này. Đấy, vào phần tài khoản kiếm lời này. Đó. Thì ở đây là chúng ta có thấy cái thu nhập ngày hôm qua này. Đấy. Sau đó thì chúng ta nhấn vào bước 1 là nhấn vào phần chuyển đổi này. Rồi, sau đó chúng ta chọn tất cả, chúng ta chuyển đổi tất cả STUB qua UB. Đấy, với tỷ lệ là 1:1, tuy nhiên có cái phí là 5% nhá. Sau chúng ta nhấn vào chuyển đổi ngay. Rồi, như vậy là đã chuyển đổi thành công. Chúng ta quay trở lại. Rồi, ở đây thì chúng ta đã có thấy chúng ta đã có UB ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta muốn chuyển từ UB này sang USDT thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta nhấn vào phần chuyển tiền này. Đấy, sau đó chúng ta chuyển từ tài khoản kiếm lời sang tài khoản giao ngay. Đấy. Chọn UB này. Được chưa? Rồi, chọn tất cả này, xong nhấn là xác nhận này. Đó, như vậy là bước 1 là chuyển đổi từ STUB qua UB. Bước 2 là chuyển UB từ tài khoản kiếm lời sang tài khoản giao ngay. Bước 3 đó là chúng ta phần vào phần giao dịch này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái cặp là UB và USDT. Được chưa ạ? Sau đó ở đây thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta muốn bán hết, chúng ta kéo hết lên. Được chưa ạ? À, chúng ta muốn bán thì chúng ta chuyển sang lệnh bán nhé. Đấy, chúng ta muốn bán hết thì chúng ta kéo hết lên, hoặc là chúng ta bán bao nhiêu phần trăm đấy thì do chúng ta, 40%, 50%, 60%. Đây là gì, là bán hết được chưa? Đấy, xong nhấn nút là bán UB. Đấy, và đây chúng ta nhấn vào nút là bán UB được chưa? Đấy, ở đây thì chúng ta bán theo lệnh giới hạn hay lệnh thị trường hay lệnh này khác nhau như thế nào. Lệnh giới hạn là chúng ta đặt trước, chúng ta đặt trước, ví dụ ở đây giá đang là 2.71, đấy, thì Huy sẽ để giá là 2.72 đó, được chưa? Thì nó sẽ lời hơn được một chút đó. Thì khi mà chúng ta bán toàn bộ UB này với giá 2.72, thì khi giá đạt đến 2.72 thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tự động khớp. Đấy, còn bây giờ thì nó sẽ đang ở trạng thái lệnh giới hạn. Còn nếu chúng ta chọn lệnh thị trường thì sao ạ? Lệnh thị trường thì nó sẽ khớp ngay với cái giá hiện tại này. Đấy, với giá 2.70 này. Đó, nó sẽ khớp ngay lập tức và chúng ta sẽ chuyển sang USDT ngay lập tức. Ok không ạ? Như vậy là chúng ta đã bán xong USDT, và sau khi bán xong USDT thì chúng ta sẽ vào phần tài sản, phần tổng quan tài sản và chúng ta sẽ chọn vào phần tài khoản giao ngay. Đó, sau đó chúng ta nhấn vào phần rút tiền. Ví dụ chúng ta có USDT, ở đây thì chưa có USDT. Đó. Nếu mà có USDT ở đây thì chúng ta nhấn vào phần rút tiền này. USDT. Đó. Sau đó thì chúng ta có hai phần để lựa chọn. Một, đấy là chuyển tiền trên chuỗi, đấy là chuyển tiền trên blockchain. Hai, đấy là chuyển khoản nội bộ. Chuyển khoản nội bộ tức là chúng ta chuyển khoản cho một cái người thành viên Ubit khác, thì chúng ta có thể sử dụng UID của họ hoặc là email hoặc số điện thoại đều được. Đó, tốt nhất là chúng ta chọn copy cái UID đó, cho nó chính xác. Rồi. Sau đó chúng ta chọn vào tất cả, được chưa ạ? Nhập UID và chọn tất cả. Đấy, sau đó chúng ta nhấn vào nút rút tiền. Sau khi nhấn vào nút rút tiền thì nó sẽ có những cái mã OTP, thì chúng ta nhập cái mã OTP vào thì chúng ta sẽ rút được tiền. Ok không ạ? Mã OTP sẽ chuyển về số điện thoại hoặc email khi mà bạn đăng ký. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các cái bước để chúng ta rút tiền thành công. Chúc bạn có thể thành công và nhớ đăng ký kênh cũng như là tham gia vào nhóm của Huy để được nhận thêm nhiều những video hữu ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.